Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fitgear Shop. Mình là Tiềm, thì hôm nay Tiềm sẽ mở hộp sản phẩm tai nghe True Wireless Z-Lab Z-Bub Air & C vừa về hàng tại Fitgear Shop. Sản phẩm thuộc dòng Z-Bub Air của Z-Lab có thêm tính năng chống ồn và xuyên âm. Vỏ hộp bên ngoài vẫn một nền màu xanh đặc trưng của hãng, lấy chiếc hình tai nghe làm chủ đạo. Phía sau hộp có ghi một số tính năng của sản phẩm, mình sẽ nói sâu hơn ở phần phía sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để xem bên trong có những phụ kiện gì kèm theo nha. Vừa mở ra thì nhân vật chính của chúng ta xuất hiện trước mắt với một cặp housing True Wireless. Hộp sạc cho tai nghe mình sẽ để chúng qua một bên. Phía bên tay trái của chúng ta là một cuốn sách hướng dẫn, có ghi đầy đủ các hướng dẫn cho chúng ta sử dụng sản phẩm. Phía dưới có ngăn đựng ear tip đủ size. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Đầu tiên nói về hộp sạc, được thiết kế logo in nổi, đèn báo pin. Thời lượng pin của đốc sạc thì lên tới 30 giờ. Và vẫn một thiết kế cực kỳ đặc trưng của Z-Lab là dây cáp dính liền với hộp sạc, rất là tiện lợi. Thì bên trong hộp sạc Tiềm đã để sẵn housing của Z-Lab Z-Bub Air & C. Cũng với thiết kế earbud vừa khuôn tai với đa số người dùng, và thời lượng sử dụng của tai nghe này lên tới 10 giờ khi tắt ANC và 6 giờ khi bật ANC. Được trang bị thêm công nghệ chống ồn chủ động cao cấp, giúp cho người dùng có thể cách âm gần như là tuyệt đối với những âm thanh bên ngoài. Công nghệ nghe xuyên âm giúp cho mọi người dùng có thể nghe được những âm thanh xung quanh nếu muốn mà không cần phải tháo tai nghe. 2 micro trên mỗi tai nghe để tăng khả năng khử tiếng ồn và đàm thoại rõ ràng hơn. Đặc biệt thì Z-Bub còn được trang bị tính năng MobiMod giúp giảm độ trễ, đồng bộ được âm thanh khi chơi game cũng như khi nghe nhạc. Z-Lab Z-Bub Air & C vẫn giữ nguyên công nghệ custom EQ Show độc quyền của hãng, chuẩn Bluetooth 5.0. Với Z-Bub Air & C, bạn có thể sử dụng độc lập từng tai nghe. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối và trải nghiệm. Đầu tiên muốn kết nối với tai nghe Z-Lab Z-Bub Air & C thì bạn lấy hai tai nghe ra khỏi đốc sạc cùng một lúc. Vào setting của điện thoại và kết nối. Một số tính năng của nút cảm ứng trên hai tai nghe mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Đầu tiên, đối với tai trái, nhấn một lần để giảm âm lượng, hai lần để gọi trợ lý ảo, ba lần chuyển chế độ EQ, giữ 2 giây để bật tắt chế độ ANC. Đối với tai phải, nhấn một lần để tăng âm lượng, nhấn hai lần để dừng hoặc là phát video bài hát, nhấn ba lần liên tiếp để đổi chế độ EQ, nhấn giữ một giây để qua bài, qua video, giữ đồng thời cảm biến hai tai nghe trong 3 giây để bật chế độ MobiMod. Khi có cuộc gọi, nhấn một lần ở tai phải để nhận cuộc gọi, hai lần để gác máy, giữ 2 giây để từ chối cuộc gọi. Với mức giá tầm 2 triệu thì tai nghe True Wireless Z-Lab Z-Bub Air & C là một trong những mẫu tai nghe True Wireless hội tụ đầy đủ tính năng mà mình nghĩ rất đáng để anh em quan tâm tới. Mời anh em tới Fitgear Shop 424 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 để trải nghiệm trực tiếp và mua hàng. Các bạn nhớ nhấn sub kênh YouTube của Fitgear Shop để ủng hộ cũng như đón xem các video tiếp theo của mình. Phía dưới phần mô tả, mình sẽ để link sản phẩm để các bạn dễ dàng tham khảo và mua hàng. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.